Sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn làm sao để book một cái appointment cho khách hàng để có membership. Và chúng ta click vào cái chức năng click appointment và chúng ta chọn những cái ô của cái nhân viên và cái ngày giờ mà khách hàng yêu cầu. Ở đây chúng ta không cần phải nhập tên khách hàng mà chúng ta chỉ cần hỏi khách hàng về cái mã membership của họ và chúng ta enter vào membership vào đây. Và hệ thống sẽ kiểm tra những cái service của membership này. Và chúng ta chỉ cần nhấn vào nút OK. Các service đã được tự động điền vào cái appointment book detail. Chúng ta điều chỉnh ngày giờ book theo yêu cầu của khách hàng. Và sau đó chúng ta sẽ nhấn nút book now. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại cái cuộc hẹn của khách hàng đã được hiển thị ở trên appointment book calendar và chúng ta đã thực hiện thành công book một cái appointment của khách hàng đã có membership trên hệ thống quản lý spa của công ty Viva.